Hello mọi người, welcome mọi người đến với channel của Eduma English. Thì trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học về các cặp động từ đồng nghĩa trong tiếng Anh nhé. Like, like. Enjoy, enjoy. Book, book. Reserve, reserve. Buy, buy. Purchase, purchase. Allow, allow. Permit, permit. Supply, supply. Provide, provide. Choose, choose. Select, select. Decide, decide. Determine, determine. Arrive, arrive. Reach, reach. Ask, ask. Request, request. Begin, begin. Start, start. Find, find. Discover, discover. Learn, learn. Study, study. Offer, offer. Suggest, suggest. Wait, wait. Expect, expect. Wear, wear. Dress, dress. Cancel, cancel. Abort, abort. Decrease, decrease. Reduce, reduce. Observe, observe. Watch, watch. Refuse, refuse. Reject, reject. Raise, raise. Lift, lift. Search, search. Seek, seek. Have, have. Own, own. Finish, finish. Complete, complete. Close, close. Shut, shut. Beat, beat. Hit, hit. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho Eduma một like, share cũng như subscribe channel để nhận được thêm nhiều video hữu ích cho việc học tiếng Anh của mình nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga và mình là học viên của Eduma English. Trước đây thì mình nghe rất là yếu và mình rất là ngại giao tiếp, nhưng mà từ khi mình học ở Eduma English chỉ với một tháng thôi là mình đã nghe rất là tốt hơn rất là nhiều, và mình tự tin hơn trong giao tiếp cũng là nhờ có các thầy cô của Eduma. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều.